là dư ra đó. Này, ta chỉ lấy cái này có là... cái phần này là cái phần xương chân đó ha chú. Dạ, dạ, cái chân này là trước khi mình vô trong đó mình thiêu á, mình phải đi 3 vòng. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng ông chú người dân tộc thì cũng sinh sống gần ở cái ngôi chùa đây. Chú sẽ dẫn mình đi tham quan tới cái đây là cái lò thiêu hả chú? Dạ. Là cái cách lò thiêu của thiêu xác của người dân tộc như thế nào? Như thế nào thì cho các bạn cùng khám phá và cùng xem ha mọi người. Và mọi người cùng theo chân mình ha. Thì trước mặt của mình á là cái lò thiêu đây để cho tất cả mọi người coi. Thì chú ở đây là cái ngôi chùa với cái lò thiêu ở đây là bao nhiêu năm mà chú? Có bao nhiêu năm rồi? Là hơn mấy năm rồi. Lò cũ đó là hơn mấy năm rồi. Dạ. Thì mình lo mới 4 năm rồi. Dạ. Ở đây là 4 năm rồi ha. Mới cái bên đây là 4 năm. Dạ. Còn ở đây là cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Hay là hơn trăm năm không? Chưa tới đâu. Dạ. Thì có gặp hai người thì mình đụng xô. Mình chia luôn. Rồi, đây là cái lò thiêu của người dân tộc nha mọi người. Thường ngày là chừng nào người ta mới thiêu? Giấc sáng chín tầm 10 giờ ấy. Thì có người chết là mấy ngày mới thiêu? Một đêm một ngày. Đêm ngày là người thiêu hả? Đúng rồi. Mà ở xóm mình dùng có người thiêu mình hay không? Có hay. Có hay nha. Có để lo này kia người ta biết là người mất người này kia. Có người chết là sẽ mở lo thông báo ha. Mở lo thông báo này kia. Lo như là người ta đâm dỗ này kia đó. Có lẽ sau này nhờ có lo mình quá. Thì có này kia người nhiều lắm, đông lắm. Đông lắm. Nguyên một xóm luôn á. Nguyên một xóm này mình dắt người bị mất á, dắt qua đây. Trước khi mình vô trong đó mình thiêu á, mình là phải đi 3 vòng. Mình tông kinh này kia. Cái đó là giống như là một cái phong tục ha. Phong tục. Là trước khi thiêu cái người đó là mình phải đi từ đây, từ vòng đây qua đủ 3 vòng đúng không? Phải không? Từ trái là mấy người đưa tiễn đó ha. Đúng rồi. Mấy người thầy á, thầy đi với lại ông sư cả này kia sư tải á. Đi 3 vòng tông kinh này kia. Đấy. Mới được phép để trước đây mình tung kinh một lần rồi mình bắt đầu lấy cái hộp bỏ vô. Mình có ông thầy một người nữa thì lấy cái dao của mình á, châm vô cái hộp á, tung kinh trong bụng của ông thầy mình cũng không biết. Đó mình cũng tức là ông thầy hồi nãy anh nói là ông thầy đó ông cầm cái dao hả? Đúng rồi. Cái dao để làm cái gì? Dao một cái để trên đầu cái hòm. Để trên đầu cái hòm ha, là cái dao để trên đầu cái hòm. Rồi bắt đầu ông thầy mới tụng kinh. Tụng kinh. À. Như là ông thầy tụng kinh không có nghe gì hết, ông tụng kinh trong bụng. Mình hàng ngày mình ở đây thấy thì người mất này kia thì thấy ông thầy nhấp nhấp môi á, mình hiểu là ông thầy phải tụng kinh trong bụng. Không cho ai nghe hết. Rồi mới cho người nhà này kia đổ dầu á, dầu lửa mới đốt này kia. Đó là cái phong tục truyền thống người Khmer. Đúng rồi. Như là đây là mười mấy năm rồi đấy. Khi mà người ta đem ra đây chỉ có tốn kinh phí không anh? Không tốn kinh phí. Không có tốn kinh phí hết. Khi mà đem vô gửi trong kia cũng không tốn kinh phí. Không tốn. Tại mình mất đi. Mình thiêu hoa tan hết, mình lấy xương cho bụi đó. Xương rồi mình để vô cái hòm nhỏ ba lớn vậy đó. Rồi mình để vô trong nhà. Là nghe nói là để vào cái nhà đó, cái tháp nhỏ. Nói chung là anh muốn khám phá thì anh
Bây giờ ông xử thứ ca đóng cửa không? Ta đóng cửa. Chút nữa mình có thể mình đưa vô. Là anh cho hỏi là ví dụ như bao nhiêu người cái thiêu đó xong rồi để lên cái tháp, để lên cái tháp đó là để hết vô lên trên đó luôn hay sao anh? Nhiều lắm. Chứ không phải là mỗi người một cái, mỗi người một cái. Không phải là như là gia đình thôi, mỗi người một hộp. Rồi một hộp vậy đó. Một lô, một rồi xong rồi để lên trên tháp ha. Để trong cái tháp không ở trên. Trong cái tháp. Để trong rồi đóng lại ha. Đúng rồi. Nói chung là nếu mà giờ này ông xã ông ngủ rồi. Không mình xin ông cái cũng được. Cái chỗ này mở được không ta? Mở được, trong được. Được, chẳng có gì giống. Trong đó nó có cái gì? Có xương, có này kia. Xương có này đâu. Đâu đâu bây giờ. Xương ngày bà. Xương mở gì. Giờ mình sẽ dẫn mọi người coi đến tận mắt. Tận mắt chứng kiến nha các bạn. Mở cái này là cũng được, mở bên đó cũng được. Ở đâu thấy rõ. Mở cái này đi. Bỏ nó. Cái này là xe mình trước khi mình dán ra được mà. Cái này là xe như là mình thiêu hỏa tan xong đúng không? Xương nước đất đậy vô đây. Rồi mình kéo ra ngoài đây. Rồi mình ủi cái mấy cái củi nó đốt cháy hết, thiêu hỏa tan rồi bị mất á. Còn xương không. Xương không á, mình lấy nước này kia mình đổ xong rồi mình tông, còn tông kinh nữa, tông kinh nha. Tông kinh nữa rất là nhiều chi tiết. Nói chung thì anh cứ kể cho mọi người biết. Rồi mình kéo ra đây. Không á, bên trong rồi. Cái này là kéo ra tới bên này nè ha, rồi cái làm mình ra sẽ ngoài đầu luôn á. Cái xe này để như là mình hoa tan xong á, là cái xương á nó rất vô trong xe. Không phải nó rất hết, như là một mớ ra ngoài, một mớ còn ở trong bên đây. Rồi xương mình bỏ đâu? Bỏ ở đây đây. Bỏ đây đi. Đó. Bỏ đóng này kia. Đóng luôn kia. Rất là nhiều xương á. Là xương là bỏ ở đây ha anh. Rất là nhiều xương. Đây. Rồi xương là bỏ ở ngoài này nghe mọi người. Đâu anh đây là xương. Đâu là xương không ăn, đây là xương của người ta đó. Đây là mọi người. Đây là xương của người mất á. Người mất á. Các bạn. Rất là nhiều. Nhìn ta chỉ lấy một mớ xương thôi không? Một mớ xương ít thôi, lấy nhiều quá để cốt nó nhỏ. Tại hũ cốt nhỏ. Rồi cái lỗ này là cái gì anh? Cái này nè. Cái này. Đó là khói lửa. Khói lửa nó thông ra đó ha. Thông ra. Mình không được phép mở coi. Cái này là mình không được phép mở coi để biết sao không? Mình đốt này thì đóng. Mình mở coi bên đây lửa phà ra ha, nó phà ra. Tại đóng khói cái lò trên khói bay lên á. Nó rất là nguy hiểm ha. Là không được mở ra ha. Từ chừng nào xong mới mở ra ha. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ qua dẫn mọi người đến coi cái phần này đây, phần xương nè. Đó là dư ra đó. Này ta chỉ lấy cái này cái này nó cái phần này là cái phần xương chân đó ha chú. Dạ xương chân này là này, nãy dạ. Xương chân nãy là xương dạ. Xương bằng ta đất khớp dạ. khớp. Này nó xương dạ. Đùi. Để còn sót lại cái này lâu chưa chú, cái chỗ thiêu này. Này mới người ta đột cái này là cái người có 2-3 tháng có 1 tháng này có 1 tháng này đó như cách đây cỡ 1 tháng có người mắc ha. Dạ lâu lâu mới có người mắc là này mọi người. Cái phần cái này là chắc cái phần đầu gối quá ngoài cái xương mông xương mông cái này cái khi mà người mắc mà thiêu mà nó tới như gì là nghe để cho quay cho tất cả mọi người xem. Nhìn thiếu nếu mà nhìn bề ngoài thì không bao giờ biết, nhìn không bao giờ đó, nhìn mình nhìn nãy giờ là mình không có biết được cái này là cái gì luôn đó. Như củi như củi vậy đó.
giờ được ông chú và cái người anh dẫn lại tới trực tiếp ngay cái lò thiêu và xem những cái phần mà cái xương mà dụng mà còn á, tại vì khi mà lấy cái cốt á thì lấy chỉ một phần đó, một phần để vào cái hũ thôi rồi đem lên tháp chứ không có lấy nhiều rồi các bạn, tại vì cái hũ cốt thì nó nhỏ, lấy một phần thôi. À, giờ chú để vô lại nha, này là mình là tôn trọng cái người đã mất. Mình đến đây để mình quay cho tất cả mọi người xem, cũng có một số người là người ta không có biết lò thiêu của người dân tộc như thế nào, thì hôm nay mình sẽ quay tận cảnh cho tất cả mọi người coi ha. Thì hỏi anh này để coi cái này anh, cái này có thể cho hỏi cái này là để cái hòm ha anh? Mình để cái hòm, mình dễ đẩy vô, để cái hòm vô trong cái lò thiêu. Dạ, đây là cái hòm, đẩy cái hòm nha mọi người. Rồi, thiết kế nè. Rồi từ thì, đây thì nói chung là có đường quay tay này chị thấy không nè, đó à. Đâu nó hư mà đó, nó quay lại này thấy không đó, lâu rồi nè. Xét đó. Rồi quay lại nó sẽ cao lên, cao lên rồi kêu à. Vô đẩy vô như là thí dụ vậy đi. Bây giờ mình đẩy vô. Giờ các bạn xem mấy các bạn. Cái này nó thấp đúng không? Trước tiên mình đẩy vô. Bây giờ mình quay lên. Nắng sắt kia để trên đây. Rồi để cái hòm trên cái sắt. Mình mới nâng lên cao. Đẩy vô. Rồi hạ này xuống là cái kia nó dính là nó kia. Dạ dạ. Nghĩa là đẩy miếng sắt lên đây, xong rồi đẩy cái hàng lên. Như đây vậy nè. Đó. Xong rồi mình hạ xuống là cái miếng sắt nó dính ở đó rồi. Chịu rồi. Anh đọc cái tay không gần. Cái đây là chùa xoài. Vọt. Xoài to. Không có cái này ở xã núi Tô, huyện Chư Tôn, tỉnh An Giang nha mọi người. Đây là lò quả táng. Chùa xoài. Xoài to. Xoài xoa. Tùm nấp. Tùm nấp. Xã núi Tô, huyện Chư Tôn, An Giang. Ở đây cũng bảy dịch ra. Khung núi Tô, Sốc Tri Tốn, Khách An Giang. Đấy. Rồi cảm ơn anh. Anh cho em hỏi là cái ở đây nè, một này gọi là ngôi nhà hả, nhìn thì cũng giống miếu không? Miếu không phải là miếu, nhà của ông thầy ông già như là ấy á, ông già ông thầy như là mình như là người mất này kia, ông già như là già bác ở đây nè. Vô trong đây ngồi trong kênh này kia cho người mất á tên lên thiên đàng ha. Thì được biết thì thấy ở đây nè, ở đây là một cái ngôi nhà nhỏ, ở đây cũng một có một cái nè mọi người, ở đây cũng có một cái nè. Thì ngôi nhà ở giữa đây là lớn nhất, là ông thầy lớn nhất. Ông thầy lớn nhất, ông thầy lớn nhất là ngay ngôi nhà này ha. Là anh khám phá này nè. Là ngôi nhà này là của ông thầy nhỏ. Ông thầy nhỏ là ha. Không có thấy trực tư là khác của ông thầy lớn. Là không có thấy nhân gì là trong bên đây hết. Ở đây là nó khác nữa. Anh cứ quay đây. Đây anh cứ quay khám. Xem ha. Có như là nó khác nhau thấy không. Đây. Còn là mấy người mất là của ông thầy lớn cầm cái này vô trong đây. Là trong kinh này kia, trong bụng này kia không có ai nghe, ai tìm hiểu biết. Là ông thầy vô đây ngồi luôn. Vô trong này ngồi cầm cái này. Cầm cái này trên đây. Đây toàn là chữ người Khmer viết lên là người bị mất.
Và cái này là mình chúc người bị mất là chữ này nè, chúc người bị mất là lên thiên đàng, thiên hạ này kia. Rồi mất rồi. Cái bên kia cũng giống như là ông thầy nhỏ thôi. Rồi như là hai bên là ông nhỏ, ông chính giữa là lớn ha. Như là có ngôi nhà là năm ông thầy. Bốn nhà là ông nhỏ, một người ông lớn. Như là nói chung là tương trưởng là như là tô trưởng vậy đi. Tô trưởng nha. Để chỗ phủ đi. Rất là nhiều người mất. Rồi. Không lây ra hết. Hả? Mấy cái màu trắng này á, khăn màu trắng này không lây đi đâu hết. Là để đây luôn để ha. Đây luôn. Chứ khi người nào thì muốn lấy. Là thí dụ như nó nhiều quá hay sao? Mình đốt hả? Nhiều quá thì mình bỏ vô trong đó mình đốt bỏ. Chứ không có đem đi đâu được chứ không? Không đem đi đâu được. Đem vô nhà cũng được luôn á. Gì đó hả? Đó là vậy. Đây cái phong tục của người dân tộc là như thế đó nha mọi người. Thì khi mà đốt xác là sẽ có ông thầy. Ông thầy nhỏ thì ông sẽ ngồi ở trong cái phần bên đây. Còn cái ông để mình quay cho tất cả mọi người coi. Ở phần sau cái lò thiêu thì ở đây có một cái mình thì mình đoán y gan như cái miễu, nhưng mà hỏi anh người dân ở đây á, người dân tộc ở đây thì anh nói là một cái ngôi nhà nhỏ là có ông thầy nhỏ ở đây, thì cũng ông thầy nhỏ có cái chứng giữa là ông thầy lớn. Thì khi mà mắc á, khi mà cái người mắc á, quả thiêu xong á, thì ông thầy sẽ vào cái ngôi nhà này rồi sẽ tụng kinh, giống như là ở bên cái người dân tộc kinh, như là siêu độ cho cái người mắc đi về cái sớm về thiên đàng. Thì cái người dân tộc nó là gì thì mình có thấy cái ngôi tháp đó các bạn. Thì anh người dân tộc ở đây thì anh nói là khi mà cái người mắc á, là khi mà thiêu quả thiêu xong á, là sẽ đưa lên cái tháp đó, đúng không anh? Đưa vô chồng như trong nhà, ngôi nhà. Dạ. Đưa nhiều cái hũ cốt nha, cái cốt lên trên đó đó nha mọi người. Muốn khám phá này kia tầm 1-2 giờ này kia thì xin ông sư sãi mở chìa khóa vô trong đó thì coi cái cốt người bị mất làm sao, có tên. Dạ, thì hiện bây giờ thì quay thì khán giả thì cũng đã thấy rồi. Thì tại vì tụi em cũng không có thời gian, có dịp khác sẽ quay lại quay cận cảnh hơn. Bây giờ là mọi người cũng đã hiểu rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn chú luôn nghe chú. Dạ. Rồi.